Chào mọi người, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, không mưa và cũng không nắng quá. Thì hôm nay mình quyết định sẽ tới một cái quán cà phê mà đã khá là lâu rồi mình chưa tới. Và mình sẽ vẽ ở đây. Mình sẽ lên trên gác mái bởi vì ở trên đó nắng nó khá là đẹp và mình thì thích ánh sáng tự nhiên để màu của bức tranh của mình nó sẽ ổn áp hơn. Nhưng mà nếu mình nắng quá thì có thể là mình sẽ phải xuống dưới kia lại. Cho nên là nếu mà một tí các bạn thấy cái background nó có thay đổi thì cũng đừng có bất ngờ lắm nha. Okidoki, bây giờ thì bắt đầu vẽ thôi. Cái phần mà gọi là thỏa mãn nhất khi mà vẽ một bức tranh đó chính là sau khi vẽ xong thì mình xé cái băng keo dán ở phần rìa ra và nó tạo ra một cái kiểu một cái khung màu trắng rất là xịn sò. Và
mình nói thêm một chút về cái bức tranh. Thì lúc đầu mình vẽ bức tranh này là mình định vẽ lại một cảnh ở trong House Moving Castle thôi. Nhưng mà mình lại nhớ tới cái cảnh cánh đồng gọi là cực kỳ thơ mộng ở trong Hoseki no Kuni. Và cái đặc trưng của nó là có mấy cái cây chết nó ngã nghiêng qua một bên á. Cho nên là mình đã quyết định vẽ thêm hai cái đó vào. Thì video đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong vlog tiếp theo.